Hello, xin chào cả nhà. Rồi, em bán combo hai con này với giá là 530, chuyển khoản full em bao ship nha cả nhà. Một em đồng hồ Casio chính hãng luôn, size đo ngang là 40 nha, full chức năng chạy hai kim và ô điện tử nữa cả nhà. Đó, đèn chuông đồ đầy đủ, đèn rất là sáng luôn, có dạ quang luôn nha. Đây, có lưu danh bạ 30 số danh bạ. Có giờ xem giờ thế giới luôn. Có báo thức nè, báo thức lặp lại và báo tiếng luôn nha. Có đếm ngược thể thao, bấm giờ thể thao. Đó, chỉnh kim đầy đủ lịch vạn niên luôn nha cả nhà. Đó, đầy đủ luôn. Dây dài luôn nha. Đầy đủ chức năng luôn nha, giờ chỉ việc xài thôi. Em lên một con đồng hồ thông minh nha, con này là chưa sử dụng luôn nha cả nhà. Đây, đó, cảm ứng nha. Rất là nhiều mặt luôn, size đo ngang là 39, ở trên là 45. Đó, dây nè, nó có sạc 500 luôn nha cả nhà. Đây, đó, sạc 500 kết nối điện thoại qua Bluetooth nha, có app trên CH Play và App Store iPhone luôn nha cả nhà. Đó, là hai con này chỉ có 530 bao ship thôi nha, viền một thép nè cả nhà. Đầy đủ chức năng luôn, đo nhịp tim, huyết áp và nhắc nhở luyện tập, bấm giờ thể thao này kia đầy đủ luôn, có nhận thông báo Facebook luôn cả nhà. Nè, thông báo của Sang Tự Phạm đã chia sẻ bài viết gì nè. Đó, em test thử thôi nha, test thử thôi chứ không chưa sử dụng nữa nha cả nhà. Rồi, em mời cả nhà nha.